Ngay giữa trái tim của Sài Gòn hoa lệ, trung tâm của mọi trung tâm, điểm giao thoa của mọi ngã đường vàng son, một kỳ quan sống đang dần thành hình. The Grand Manhattan. Viên mãn từ tọa độ đến danh xưng, sở hữu hai mặt tiền tranh giá ngay cạnh phố World Sài Gòn, nơi đặt ngân hàng nhà nước, sở giao dịch chứng khoán và hàng loạt tòa nhà văn phòng hạng A, tâm điểm của hệ thống 128 cơ quan ban ngành. Từ kỳ quan sống này, chủ nhân chỉ cần thả bộ vài bước chân để hòa mình vào thiên nhiên tinh khôi giữa công viên 23 tháng 9, lắng nghe sóng nước và những làn gió sông tươi tắn tại bến Bạch Đằng, thưởng thức những món ăn ngon nhất đất Sài Gòn ở chợ Bến Thành, hòa vào thế giới lịch sử, tâm linh thiêng liêng ở nhà thờ Đức Bà, tận hưởng nhịp điệu mê say giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ, hòa mình vào những đêm Sài Gòn không ngủ ở phố Tây bùi vị. The Grand Manhattan là nơi lưu giữ chất sống Sài Gòn, lộng lẫy, không thể trùng lặp. Nằm giữa trái tim quận nhất, giá trị của The Grand Manhattan còn nằm ở tầm viên triệu đô độc tôn. Khi từ ban công tư gia, các chủ nhân danh giá có thể phóng tầm ngắm, chiêm ngưỡng họa phẩm tuyệt mỹ. Tuyệt phẩm The Grand Manhattan đã sẵn sàng để trở thành bảo vật.